Sao khóc? Nhớ hả? Nhớ cha con hả? Ông chết biết nhiêu năm mà nhớ gì nữa. Thôi, đến Tết tới là khóc à. Một câu chuyện về người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tết tới rồi, Tết này đoàn viên á, có người còn có người thân để nhớ, để về. Có người thì muốn về, muốn nhớ cũng không được. Chỉ có thể nhìn qua tấm hình, rồi nhớ, rồi thương. Mỗi năm mà cứ tới 25 đưa ông bà đó phải không? Là bắt đầu bà nội em là vô dọn bàn thờ với em nè mọi người. Cái bắt đầu nhìn bàn thờ, nhìn thấy cha em, thấy mẹ em ngồi trên đó. Xong cái bắt đầu là bà nội em bật khóc. Nhiều lúc á em cũng ước là em muốn khóc là em sẽ khóc giống bà nội vậy đó. Nhưng mà em không làm được. Em hay nói với bản thân của mình là nếu mà lỡ có khóc á thì khóc cho đã, để ngày mai mở mắt ra mình lại cố gắng mà sống vì những người ở lại, sống thay phần người đã ra đi. Cứ mỗi năm Tết đến nha, ai cũng vui, ai cũng háo hức được tới Tết, được về nhà, được có đồ mới, được có tiền lì xì. Mà mỗi năm á, miễn mà em thấy người ta bán bông cúc nè, bán dưa hấu nè, là có một điềm báo hiệu là sắp một năm nữa em lại xa ba của mình. Ai mà theo dõi em đủ lâu á thì mọi người cũng biết á là sau Tết là ngay ngày mùng 9 á là sẽ là giỗ ba của em. Đi ra ngoài chợ á, thấy người ta đi mua đồ Tết nè he, trời đất ơi, cái nhớ hồi xưa mình cũng hay kêu ba mẹ mình mua đồ Tết cho mình nữa, nhưng mà mười mấy năm rồi đâu được kêu đâu. Mà hỡi ơi, mỗi năm còn phải đi mua lại rồi xong rồi gấp rồi xong rồi để lên bàn thờ cho ổng bá nữa chứ. Năm nào cũng vậy, thường niên á là em sẽ đi ra ngoài chợ nè, em mua đồ hết trơn luôn, quần áo, giấy tiền vàng bạc này nọ là em mua hết cho nè ông cố, ông nội, rồi mấy bác sáu, bác bảy đó, bác hai, tất cả luôn đó, rồi ba mẹ em nữa, đó là mua chung hết trơn, xong rồi cái sẽ buộc vô bọc rồi đó, xong đợi từng người từng nhà lại lấy đem về bển để cúng. Tại vì á công việc này hồi xưa ba em hay thường làm lắm, nên là em nghĩ là sau khi mà ba em mất rồi á thì em nghĩ nếu mà em làm cái việc này thì ba em sẽ rất là vui, nên là mỗi năm mặc dù là có tiền hay không có tiền thì bằng vẫn phải cố gắng là đi ra chợ mua đủ ít nhất là mỗi người một bộ quần áo để mà có thể để lên bàn để cúng. Sau khi mà xong chuyện ở nhà xong, cái em bái bai bà nội em đi lên Cà Mau. Từ nhà của em á lên Cà Mau là 54 cây, xong rồi bắt đầu em ghé ngoài chợ phường 2 nè, em mua cũng là quần áo luôn với giấy tiền vàng bạc, em mua cho ông bà ngoại, em mua cho cậu sáu, em mua cho mẹ của em. Tại vì á ba mẹ em không có thờ chung. Còn cái vấn đề tại sao mà không được thờ chung á thì nó cũng có nhiều lý do lắm, nhưng mà nó cũng không có tiện để em chia sẻ cho mọi người á, nên là mọi người thông cảm. Nếu mà nghe tới khúc này thì mọi người bỏ qua giùm em. Sau khi mà mua đồ xong á thì em bắt đầu chạy thẳng một mạch vô trong nhà ngoại luôn. Tại vì nhà của ngoại em á là nằm tuốt ở trong ruộng lận mọi người, phải đi qua một cái phà thì bắt đầu mới tới. Ngày trước á thì không có lộ đâu nha, còn bây giờ thì có lộ rồi, đỡ hơn. Hồi trước toàn là đi qua phà, đi qua thằng đò không á. Cuối cùng cũng tới nhà ngoại em rồi nè mọi người. Nói chung á là 10 lần y như một, em mà lên một cái một á là mấy mợ mấy dì của em mừng dữ lắm. Bà ngoại á với mẹ á là được mợ 8 em thờ, còn á thằng em của em á thì ở chung với dì 7, nhà kế bên luôn. Đó, một xíu em sẽ dắt mọi người qua bên bển ha. Bữa nay vô ngoại á thăm ngoại, mua cho ngoại giỏ cam nè, để trên bàn cho nó đẹp. Đó, mua cho ông ngoại bộ đồ quét. Đó, mua cho bà ngoại bộ áo dài màu đỏ đô. Đó, rồi mua cho mẹ em cái áo dài màu tím. Trời đất ơi, hai cái màu quá trời xỉu đi. Còn đây là bàn thờ của mẹ em nè. Qua Tết mới mẹ mở tám cất nhà, xong rồi mới mình mới đem cái bàn thờ mới nha. Còn đây là dì Bảy, cũng là mẹ nuôi của em trai ruột mình luôn. Đó, mọi người thấy không? Nhìn nhỏ con đi thôi nhưng mà trời ơi, làm lụng rất là vất vả để có thể mà nuôi em của mình, nên là mình rất là cảm động, kiểu như là rất là ngưỡng mộ về cái điều này luôn. Nói chuyện một hồi á thì bắt đầu em cũng đi ra em thăm mẹ em. Trời đất ơi, năm nay em vui nhất á là em xây được nguyên cái nhà mồ cho mẹ em á mọi người. Trời ơi, hạnh phúc lắm mọi người ơi. Em nhớ hồi xưa cái lúc mà em còn nhỏ xíu á, cái lúc mà mẹ em vừa mất á là bên ngoại em cũng khó khăn, nên là cất chôn cất mẹ em á chỉ là một cái mộ bằng đất thôi, đắp đất lên thôi á, còn cái bia á là bằng một cái tấm ván gỗ xong rồi viết tên lên thôi ạ. Rồi xong á, nói chung là nhìn cái đó cũng là cái động lực để mà em có thể mà cố gắng phát triển tới bây giờ luôn. Rồi sau khi mà ra ngoài thăm mộ mẹ rồi á thì bước vô nhà thì thấy thằng em nó đi làm về rồi. Trời, bữa nay nó làm xuyên lắm nha, làm xuyên Tết luôn á. Thì em cũng có nói với nó là ráng về nhà thăm bà nội, tại vì bà nội cũng nói là bà nội nhớ nó vậy đó. Thì nó nói cũng thì không biết Tết thì nó có về không nữa.